đâu đuổi mình đâu. Thì cho mấy ngày ngày bệnh nhi ngày không lên đây rồi bây giờ đâu có được mấy ngày đâu. Chị bữa thứ hai này nó không khỏe chị xem nó phải nghỉ rồi. Nó không có lo nữa hả? Đợi quên em đi, nói cho nó con cháu nó